Rồi chào các bạn, nay khởi hành từ Huế nha. Đây là khách sạn Hương Giang, từ Hương Giang, khách sạn Hương Giang. Cái hôm nay mình sẽ khởi hành từ Huế, mình sẽ đi quốc lộ 49, đi A Lưới nha các bạn. Quốc lộ 49 A Lưới, rồi theo quốc lộ 14 đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh á, đi ra ngoài Quảng Trị. Trong ngày và chiều nay mình sẽ về lại Huế. Cung đường của mình là cung đường đi A Lưới, nên là mình không có nói nhiều về Huế. Bởi vì thực ra thì Huế thì cũng là cái nơi mình đã đi nhiều lần rồi, nên là bây giờ mình cũng chỉ gọi là gì, cùng nhau ha, quãng đường đi quốc lộ 49. Thì hôm nay là 8 giờ, bây giờ là 8 giờ sáng. Với cái thời tiết là mình xem thời tiết là khá tốt nha các bạn. Thời tiết khá tốt. Nắng ha. Và bây giờ là đã gần giữa tháng 5 rồi, tháng 5 dương lịch rồi. Nên là nóng. Cơ bản là sẽ nóng và rất nóng. Ồ, nước trong quá. Bản của người dân tộc giống như là ở Trường Sơn Đông không? Chỉ vài ngày sau thì mình làm một chuyến đi Huế thế này, nhân có dịp mình cũng kiểu là dịp đi công tác nha các bạn. Mình đi công tác và tranh thủ với mình tẹt ngang rồi, mình đi rồi đó, tẹt ngang rồi đó. Chứ mình không có kế hoạch đi ngay từ đầu. Mình đi công tác A Lưới, quốc lộ 49, rồi sau đó là quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh ha, và sau nữa sẽ đi AH16 ha, đường Xưa Ná, đường gì, cao tốc Xưa Ná, AH16 vòng về Quảng Trị, vòng về Đông Hà chứ. Rồi thành phố Đông Hà nếu có điều kiện. Còn cái xe này á, cái xe này là cái gọi là cái gì, quay mình thuê trong ngày tại Huế 24 tiếng đồng hồ, tính giá là 160.000 một ngày, kèm theo 200.000 phụ thu đi tỉnh là 360. Thực ra thì cái giá nó không phải rẻ đâu, nhưng mà về cơ bản là mình đi thì mình cũng sẽ báo với nhà xe là đi như vậy để người ta họ hỗ trợ trong trường hợp mà có trục trặc bất cứ thứ gì khi mà đi ngoài tỉnh, khi mà thuê xe. Đẹp quá ha, cảnh là đẹp quá. Đồng lúa nó đang đến mùa, nó chín rồi, lúa chín rồi nè các bạn ha. Nên là quay lại cái chuyện là Huế làm du lịch thì nó dở hơn là người hàng xóm. Người hàng xóm là ai các bạn biết không? Biết rồi đúng không? Là cái anh Đà Nẵng á, anh làm du lịch ok, thấy không? Quốc tế, bè bạn quốc tế người ta còn khen Lăng Thiệu Trị này. Các bạn quốc tế người ta còn khen, thì tại sao như là mình là có cơ sở vật chất tiềm năng to lớn như là Huế thì không làm được. Cây cối nè, mình thích những cái khung cảnh nó hoang sơ như này, nó đẹp và mang tính là gọi là gì, miền quê hả, như thế này. Ồ, mấy cái bức này chắc sự người ta làm lâu lắm rồi đó. Đây là về cái việc của Huế, người ta phục dựng, người ta chế tạo, người ta bảo quản đó, những cái di tích để người ta làm cái du lịch, người ta hái ra tiền là cũng chưa được tốt lắm đâu. Lấy một cái ví dụ đó nha,
là hồi xưa cách đây năm 2013 là cách đây gần 10 năm rồi. Và bây giờ hồi đó mà lấy những cái sự việc hồi 10 năm trước ra nói thì cũng cũng vô nghĩa đúng không? Nhưng mà tới bây giờ đợt này mình quay lại 2-3 lần nữa quay lại thì nó cũng vậy. Nó cũng vậy à? Có nghĩa là du lịch vẫn ăn sỏi ở thì. Wow. Du lịch vẫn ăn sỏi ở thì. Có nghĩa là lấy giá cao quá. Chất lượng thì chưa thấy đâu, nhưng mà cái việc giá cả nó cao. Mặc dù cái mức sống của Huế thì mọi người cũng biết rồi. Huế là một cái thành phố từng lẻ. À, nói về cái mức sống của nó, trao đổi với người bạn đó thì bảo là buổi sáng là từ 15.000 đến 10.000 là có bữa sáng rồi nha các bạn. Ừ, đẹp quá. Đẹp quá ha, khung cảnh nên thơ quá. Con đường nó cũng đẹp nữa nè. Ha, cái thảm thực vật ha, con đường nè, quanh co. Nhà các cua rơ người ta đang tập. Ha, thảm thực vật. Huế đẹp. Nên là nói về cái mức sống ở Huế thì anh bạn bảo là buổi sáng từ 5.000 nha các bạn, vẫn có rồi nha. Chứ không phải là 5.000 là không ăn được sáng đâu. Trong cái đó ở Sài Gòn chỉ ít là cũng phải 35.000. Bộ bánh mì giờ là 20.000 rồi. Ủa, 20.000 rồi các bạn. Vừa qua cái cầu Tuần đó các bạn. Rồi rẽ trái là vào quốc lộ 49 rồi. Có nghĩa là từ trong thành phố Huế mà đi ra gặp quốc lộ 1A là đi có mấy trăm mét, rẽ trái là vô là quốc lộ 49 rồi. Rồi, cung đường này là sẽ là cung đường chạy thẳng lên A Lưới. Những cái cung đường đẹp ha các bạn. Đó, nếu mà như một biker ha thì những cái cung đường này là mình thấy là rất là chi lý được không ạ? Rất là, mặc dù nó cách Huế không xa, vừa mới ra khỏi thành phố Huế là thấy đây rồi, là thấy những cung đường đẹp dành cho biker anh em chúng ta rồi. Là quay lại là nếu mà có chiếc xe của mình trên những cung đường này thì nó sẽ tuyệt vời biết bao. Rồi, những cái đoạn đường như thế này thì anh em mình quất không dưới 100 đúng không? Ôm cua cá gối không biết không dưới 100 đúng không? Cầu Hồng Tiến. Con suối hai bên. Bỏ quả. Đoạn này đẹp. Cầu Kim Quy, đèo Kim Quy. À, đây là đèo, bước qua đèo Kim Quy 2 km. Mùa này thời tiết là đang nóng nha bạn. Đợt vừa rồi mình có đi miền Trung thì hồi tháng 4. Nhưng mà hồi đó thì nó ok hơn, thời tiết nó đỡ. Còn bây giờ qua tháng 5 rồi, bắt đầu đến mùa hè rồi, miền Trung này, đặc biệt Huế này. Người ta bảo là gì, gió Lào hả? Rất là nóng. Hiện nay thì hiện giờ thì nóng thật, đang rất là nóng. Mình đang đi cái đèo gọi là đèo Kim Quy các bạn. Còn sau những cái chỗ này nè, nó có nhìn xuống vực.
đoạn này sạt lở à, rồi nhớ rồi, quốc lộ 49 nữa bạn, đoạn này bị sạt lở nè. Ủ quay lại coi coi, quay lại coi là cả siêu không, sạt lở nè các bạn, ghê không, cái đường đi tốt rồi kìa kìa, hay quá, sạt lở nè các bạn. Mình có coi báo á, là người ta nói là cái quốc lộ 49 này hay sạt lở lắm, thì hóa ra là có cái đoạn này, đúng rồi, sạt lở. Cái đó phải làm lại chứ không thôi là nó ăn nữa, là đến mùa mưa nữa là nó banh luôn. Chắc hết đèo rồi, xuống dốc đi số thấp. Xuống dốc liên tục là đi số thấp. Một cây số rưỡi nữa. À lúc nãy là mình lên, bây giờ là lao xuống đây, lao xuống dốc. Đẹp quá ha. À đẹp quá. Ồ không 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 miếng ga nào hết đó mà nó chạy, nó lao xuống 60 cây số giờ. Mình buôn hết ga mà nó lao 60 cây số giờ. Mỏ quạ 21 km nữa. À vào đến huyện A Lưới rồi. À, à check in cái đây đi. Check in với A Lưới ngay. Biểu tượng là con dê hả các bạn? Biểu tượng A Lưới là con dê. Rồi đi tiếp các bạn. Rồi mình vào đèo Tà Lương các bạn. Chiều dài là 2 cây số rưỡi, vừa mới qua cái đèo Kim Quy thì đi khoảng chừng 2 cây nữa thì đến một cái đèo Tà Lương, 2 cây rưỡi nữa. Nhưng mà dốc quanh co này mà mình dựng xe đó thì nó hơi nguy hiểm. Nó hơi nguy hiểm. Nói chứ cũng đẹp. Đoạn này đẹp quá, quay lại. Đường xuống dưới đó đó các bạn. Đổ đèo nè. Đèo Tà Lương. Đó, đi xuống dốc bên dưới.
cái chỗ này bị phát hoang rồi, hình như cháy, ra cưa. Hay quá, đường cũng khá là quanh co. Lương đèo Tà Lương cũng đẹp, ok. Cầu Tà Lương vừa qua cái đèo Tà Lương nó có cái đoạn này, chạy xuống đây thử. Tiếng suối. Ồ, nước trong quá. Hôm nay mình không có mang giày dép này kia đầy đủ. Nhưng mà đoạn này suối đẹp quá, nước trong vắt. Ơi, cho bán nước ạ. Nước gì? Đấy, Aquafina này. Một chai hả? Vâng, một chai thôi. Bao nhiêu ạ? 5.000. 5.000 á? Dạ. 5.000 thì lấy 2 chai. Nóng quá. Đúng là cái mùa này. Lì rồi. Sáng giờ đi khát nước quá, không có chỗ mua nước. Mệt ghê á, thiếu nước mệt ghê á. Người đôi khi nó muốn lả. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Ở đây nó cũng lạ nhỉ. Tại sao mà Aquafina mà nó có chỉ có 5.000 thôi nhỉ? Ở trong cái đó ở dưới phố nó bán 15, 12. Không lẽ mình lại buôn à? Mua Aquafina đây về dưới xuôi bán à? Cầu Á 3 à, cái đoạn cái kênh cái sông lúc nãy nè, nó chảy ra. Á 3 cầu Á 3 ở A Lưới thì như mọi người cũng biết rồi đúng không, là ô cái đoạn đường này đẹp quá, chạy hẳn ra này luôn. Liều quá. Ồ, cái khe suối. À, nước từ trong suối, nước trong núi nó chảy ra. Nước từ trong núi nó chảy ra, hèn chi. Thế đấy, trong vắt rồi các bạn. Một nhánh nó chảy ra đây, mấy nhánh chảy ra cái cầu lúc nãy đó. Lạ quá ha. Này, trong suối, trong núi nó chảy ra đó các bạn. Nước sông trong vắt luôn các bạn. Nhìn trong chưa? Cái này mà đi xuống dưới đó bơi ha, mùa hè này bơi, nhưng mà nắng nóng như này xuống bơi đó, ốm chết bệnh đó các bạn. Mát quá cũng phát ốm luôn á. Đó, nước suối các bạn, nước suối ở trong trong khe nó chảy ra. Rồi đi tiếp thôi. Cầu Á
đây thôi. Các cái suối nước đẹp lắm nha các bạn. Đẹp, rất đẹp và nó trong, trong vắt à, nước trong vắt à, nước núi vậy đó. À, cái đoạn đường này đẹp, à, cây cối này kia phong phú. Che cái con đường chạy đâm vào trong núi. Này vào là mình đang đi về hướng Tây của Việt Nam rồi đó. Đang đi từ Huế ở hướng Đông rồi chạy sang hướng Tây. Hướng Tây của Việt Nam. Nên là nó sẽ đi vào cái dải Trường Sơn đúng không ạ? Gọi là cái dải núi Bắc Nam của mình á. Chạy từ Bắc tới Nam, dải Trường Sơn, đẹp. Đây cầu A1. A1 đây. Cũng những con suối rất đẹp. Địa phận A Lưới. Rồi vậy là mình bắt đầu bước vào địa phận A Lưới rồi. Rồi đèo A Co. Đèo A Co. Để xem cái đèo nó như nào. Bây giờ là đi cái đèo này đèo thứ ba rồi các bạn. Từ Huế lên A Lưới đi qua đèo này đèo thứ ba rồi. Rồi lên đường tiếp thôi. Là cà quá. Đẹp ha. Xuống dưới cầu Mỏ Quạ. Tên lạ ha, tên Mỏ Quạ. Đó, lúc nãy mình đậu ở dưới đó đó. Bây giờ chạy ngược lên trên này rồi. Chắc cái cầu này là cầu đẹp nhất ở cái đường lên A Lưới. Đó. Đó đây cái đường mình ở dưới đó đó. Mình cứ chạy lên. Chắc cái đoạn này cũng gọi là gì, đoạn tử thần hay sao á. Nên là thấy người ta có lập miếu này kia thờ. Chắc cái đoạn này đoạn nguy hiểm. Đây nè, chắc là có cảnh báo nguy hiểm. Cầu Mỏ Quạ đó. Đúng rồi đó, lúc này nguy hiểm. Đẹp ha, cái cảnh là đẹp quá, trời xanh ngắt rồi. Có cái bác này đi cắt cỏ, cỏ đây có mà đầy, tha hồ cắp. Rất dài nguy hiểm. Ta lưới rà rào lại, không biết đi đâu.
dữ. Ra là độ đẹp của cái đèo này nó cũng gọi là cũng ngon lành, cũng ok chứ bộ, chứ đâu phải là hạng vừa đâu, không phải dạng vừa đâu, nó u lên kia nữa kìa, đẹp quá. Bốt đỏ còn 3 cây. Cái đoạn này dốc đẹp quá. Nếu mà có gọi là cái gì, có flycam á thì nó sẽ lung linh hơn. Nó sẽ lung linh. Ủ dữ vậy. Đi vào đường này cho biết nè. Cái đoạn này đẹp quá các bạn. Cái đường đó, đi từ lòng vòng lên. Hay quá ha. Nó vòng sang bên kia kìa, nó vòng lên đây. Rồi đi tiếp thôi. Khúc cua tay áo nữa các bạn. Thời tiết mấy hôm nay á, là Huế và Thừa Thiên Huế khu vực này á, nó chỉ có 33 với 32 độ thôi các bạn. Không phải là nhiệt độ gọi là không phải là cao đâu. Có giai đoạn là 38, 37, 38 độ nữa, nóng lắm. Nhưng mà cái đợt nóng này nè nó kỳ lắm. Ở dân ở đây người ta nói là nóng đợt này á, nó khác lắm. Nó rất là khó chịu mà rất là oi, nó rất là nực. Làm cho ta người ta mệt mà đúng thật. Nãy giờ là đi là mặc dù các bạn nhìn thời tiết rất là tốt, trời trong xanh, đẹp quá, trời trong xanh các bạn, nhưng mà không có gió, nó lặng gió lắm. Mà đặc biệt là cái không khí nó rất là mệt. Nó cái độ hình như là cái độ ẩm nó cao á, làm người mệt lắm. Nên là khi mà đi du lịch đi chơi mà gặp những cái thời tiết như này nó cũng ảnh hưởng đến mình dữ lắm nha các bạn. Cảnh báo cái gì là lở đó. Đẹp quá. Vọng lại. Lở đó. Các bạn nhìn thấy không? Đường nó lở đó. Đất nó sạt đó các bạn. Nó trôi xe. Cái chỗ này là mỗi năm là nó lở đó. Đẹp quá ha, nó những cái quả đồi nhưng mà nó chọc. Nhìn nó thì nó đẹp đó nhưng mà thực ra nó bị đốn hết cây rồi. Cây nó bị hạ hết rồi. Này lở nè, ghê không? Nên là đường lên A Lưới là có cái mùa. Ghê dữ. Cái xe mình nó nổ hay là cái xe nó nổ. Nên là để đường lên A Lưới là có những cái giai đoạn nó bị gián đoạn á, không đi được là do lở. Khu vực biên giới nữa các bạn. Tiếng này là chắc tiếng Miên, tiếng Lào gì không?
Rồi, vào tới A Lưới nữa các bạn. Đây, thị trấn A Lưới. Khu vực này là Sầm Uất. Rồi cái ngã tư phía trước á, là quẹo phải là đi là quốc lộ 14 đó các bạn. Quẹo phải là đi ra Bắc, còn quẹo trái là đi về phía miền Nam, là phía Quảng Nam phía dưới á. Bây giờ mình quẹo phải nha. Rồi tiếp tục cái lộ trình mình đi khu vực biên giới kìa. Frontier Area đó. Đây A Lưới. Đây là cái quốc lộ 14 các bạn. Mình theo cái đường này ra tới ngoài Quảng Trị. Chúng tôi là đói. Còn gì ăn không chủ ơi? Còn không? Rồi ăn bún, ăn bát bún buổi trưa. Giờ chắc cũng gần gần 11 giờ trưa nên là tranh thủ ăn trước, sợ chạy vào trong cái đường quốc lộ 14 nữa nè, không còn chỗ nào bán nữa. Ở đây ăn Lưới, ăn bát bún. Bát bún đây cũng được, nói chung là to, nhiều. Và hình như là trên toàn quốc Việt Nam là đồng giá hay sao các bạn. Mình ăn ở Kon Tum cũng 25.000 mà ra đây cũng 25.000. Mà thịt thà nhiều quá trời nhiều luôn. Tuy cũng tạm được chứ không được ngon lắm đâu. Ở Kon Tum thì cái bát bún ngon hơn. Còn đây thì bát bún có vẻ như là nó nguội, nước lèo nguội quá. Nên là tranh thủ ăn để mình tiếp tục mình bảo tiếp. Đoạn đường này từ đây chạy vào đường 9 là còn khoảng chừng sáu mấy cây nữa. Đang đi trong địa bàn A Lưới đây. Đợt này thì chỉ đi qua thôi và xem những cái điểm nào là để những cái lần sau là mình sẽ ghé. Hôm nay thì mình đi 300 km lận với cái con xe cà tàng. Lần trước chỉ có một cái đoạn á, sắp vô đường 9 á, thì hai bên là nó còn xanh thôi, nó còn xanh rì thôi. Chứ còn từ đây chạy vào trong gần đến đường 9 là hai bên là người dân ở nhiều rồi. Là như là đã nói là mình nó là mình thích đi những cái chỗ nào gọi là hoang sơ, hoang vắng, khai khẩn, khám phá. Chứ còn cũng không thích lắm coi như là đi những chỗ nào mà nó như thế này. Như thế này thì coi như là gọi đi là đều biết rồi thôi. Ở đây là đúng là con đường này là để đi. Và cái con đường mà mình tìm kiếm và chờ đón là những con đường mà vắng vẻ và hoang sơ ha. Đương nhiên đường vẫn phải đẹp, chứ không thôi đường gồ ghề đá thì lại khó đi quá và không nổi. Khu vực này là xe dữ. Họ đi đâu ta? Họ làm cái gì? Tại sao họ để xe ở đây nhiều vậy? Mình chưa hiểu. Tại sao vậy? Mà xe này là người cũng khá giả chứ không phải là. Tại sao người ta đẩy xe ra đi đâu hết nhỉ? Ở A Lưới này mình không biết. Đó nên là đổ xăng không ta? Thôi gặp là đổ đi. Tại sao ở đây nè, trên này xe để nhiều dữ vậy? Người ta để xe để làm gì? Xe máy á, người ta để dọc đường á để làm gì? Tại cái đoạn ở dưới này người ta để xe dọc bên đường á, không biết người ta đi đâu rồi. Đám cưới. À vậy hả? 50 cái số lít xăng. Vậy là giờ này mà
À, từ đây còn về nữa là 200 cây nữa. 200 cây, 250 cây nữa đó. 250 cây. Đổ 5 lít nữa. Còn 2 lần đổ nữa. Nói chứ cũng chệt in đầy phát gọi là gì đã từng đi á lưới. Tập thiểu số mà coi như là chơi cái chợ rồi các bạn. Trời ơi. Xây cái dạng vậy chợ sao ai bán buôn gì được cha. Đúng là chính quyền như là khô cứng, coi như là dập khuôn, âm mặt, đường âm mặt mà cái đường là đường âm vật. Nhà văn hóa, hội đồng của văn dân A Lưới, nay thứ bảy